có một thực tế là dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà ủy quyền cho 538 đại cử tri, những người trực tiếp chọn ứng cử viên theo kết quả phiếu phổ thông của mỗi tiểu bang. Hãy cùng Nét Việt TV tìm hiểu về cách người Mỹ chọn tổng thống trong chương trình Countdown đến ngày bầu cử 3 tháng 11. Theo dữ liệu của Catalyst, khoảng 156 triệu cử tri đã, đang và sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống giữa hai ứng cử viên là ông Joe Biden của đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, chiếc ghế tổng thống không tự động thuộc về người giành số phiếu phổ thông lớn mà được định đoạt trong cuộc họp diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Đó là cuộc họp của cử tri đoàn với tổng cộng 538 đại cử tri diễn ra tại 50 tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Số lượng đại cử tri của mỗi tiểu bang được phân bổ dựa trên quy mô dân số của tiểu bang đó, tương ứng số dân biểu họ có trong 435 ghế hạ viện và 100 ghế thượng nghị sĩ. Ba đại cử tri còn lại đến từ thủ đô Washington. tỉnh Đốn, Cali là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ nên cũng có số lượng phiếu đại cử tri lớn nhất là 55. Một số tiểu bang khác có nhiều đại cử tri như Florida, Pennsylvania và Ohio dưới trên 20 phiếu. Người thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc là người giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên, các đại cử tri này không được bỏ phiếu bầu tổng thống theo ý thích của mình mà phải tuân theo cam kết nghiêm ngặt được đưa ra trong tiến trình lựa chọn đại cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ủy ban các đảng ở mỗi tiểu bang sẽ đề cử đại cử tri đại diện cho đảng của mình thông thường đại cử tri là những người cống hiến tận tụy cho đảng có thể là các nhà hoạt động lãnh đạo đảng viên chức dân cử của tiểu bang và thậm chí là những người có quan hệ cá nhân hoặc chính trị với ứng cử viên tổng thống. Kết quả cuối cùng là mỗi ứng cử viên tổng thống sẽ có một danh sách đại cử tri tiềm năng ủng hộ mình tại mỗi tiểu bang. Vào ngày bầu cử 3 tháng 11, ứng cử viên thắng số phiếu phổ thông ở tiểu bang nào thì các đại cử tri tiềm năng ủng hộ ứng cử viên đó sẽ trở thành đại cử tri chính thức của tiểu bang. Về cơ bản, các đảng chọn những người trung thành với đảng làm đại cử tri để bảo đảm họ sẽ bầu đúng theo kết quả bỏ phiếu phổ thông. Tại hầu hết các tiểu bang, các đại cử tri bỏ phiếu theo thể thức winner take all, tức là được ăn cả, ngã về không. Có thể hiểu như thế này, ứng ừ, cứ nhiên nào thắng phiếu phổ thông sẽ nhận được tất cả phiếu đại cử tri của tiểu bang đó. Chẳng hạn, nếu ông Trump thắng về phiếu phổ thông ở tiểu bang Florida, ông sẽ giành được tất cả 29 phiếu đại cử tri của tiểu bang này. Tiểu bang Maine và Nebraska là hai trường hợp ngoại lệ. Họ chia đại cử tri theo tỷ lệ. Ứng cử viên thắng toàn tiểu bang nhận được hai phiếu đại cử tri, trong khi người thắng tại từng địa hạt bầu cử sẽ nhận được một phiếu đại cử tri. Với hệ thống như vậy, ứng cử viên chỉ có thể bảo đảm thắng lợi khi giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri mà không nhất thiết phải giành được đa số phiếu phổ thông. Năm 2000, ông George W. Bush nhận được 50 triệu 400 ngàn phiếu phổ thông, ít hơn khoảng nửa triệu phiếu so với đối thủ đảng Dân Chủ là ông Al Gore. Tuy nhiên, ông Bush giành thắng lợi ở những tiểu bang có số đại cử tri cao giúp ông thu về 271 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống. Trong một bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton giành được nhiều hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ giành được 227 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành được 304 phiếu. Lý do Hoa Kỳ định đoạt kết quả bầu cử tổng thống bằng hệ thống đại cử tri mà không dựa trên phiếu phổ thông bắt nguồn từ yếu tố lịch sử. Khi nước Mỹ giành độc lập, chiến dịch vận động và bỏ phiếu đồng loạt ở quy mô quốc gia gần như là điều không thể do khả năng truyền đạt thông tin thời đó còn thô sơ, cũng như sự ngờ vực giữa các tiểu bang, đảng phái và cả mối lo ngại về phổ thông đầu phiếu. Những người soạn ra hiến pháp năm 1787 của nước Mỹ bác bỏ cả hai cách thức bầu tổng thống là thông qua quốc hội lẫn qua cách bầu trực tiếp của cử tri do lo ngại người dân sẽ chỉ bầu cho ứng cử viên người địa phương và các tiểu bang lớn sẽ nắm vai trò thống trị một yếu tố khác là các tiểu bang miền Nam nước Mỹ rất ủng hộ hệ thống bầu tổng thống qua đại cử tri. Vào thời hiện đại, hình thức bỏ phiếu cử tri đoàn được coi là cách dẫn phản ánh lá phiếu phổ thông nhưng cũng bảo đảm các tiểu bang nhỏ không chịu thiệt thòi trong việc bầu chọn lãnh đạo mới của đất nước. Thí dụ, tiểu bang lớn nhất là Cali chiếm 12.03% dân số nước Mỹ, nhưng cử tri đoàn gồm 55 đại cử tri của họ chỉ chiếm 10.22% số đại cử tri trên toàn quốc. Trong khi tiểu bang Wyoming có dân cư thừa thớt chỉ chiếm 0.18% dân số nước Mỹ, nhưng họ có 3 phiếu đại cử tri chiếm 0.56% tổng số đại cử tri Hoa Kỳ. Hệ thống đại cử tri cũng đồng nghĩa với việc một ứng cử viên muốn thắng phải nhận được sự ủng hộ của các lá phiếu trên phạm vi toàn quốc, chứ không chỉ tập trung ở những tiểu bang đông dân. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, Hoa Kỳ nên chuyển sang hình thức tính phiếu phổ thông để ghi nhận nguyện vọng của từng người dân. Mặt trái của hệ thống bầu theo đại cử tri là tại nhiều tiểu bang, kết quả nghiêng về ứng cư viên nào đã được trù tính từ trước vì những tiểu bang này có truyền thống nghiêng về một trong hai chính đảng. Yếu tố này có thể khiến cử tri tại tiểu bang đó không mặn mà đi bỏ phiếu và không thu hút các ứng cử viên tới vận động tranh cử tại những tiểu bang được cho là đã an bài giống như tại Cali, New York hay là Texas. Lịch sử hiện đại Hoa Kỳ chưa từng ghi nhận trường hợp hai ứng cử viên hòa nhau về phiếu đại cử tri, nhưng giới chuyên gia cho rằng kịch bản cả hai ứng cử viên cùng đạt 269 phiếu không phải là không thể xảy ra trong trường hợp này, hạ viện sẽ là cơ quan định đoạt người thắng lợi. Nhưng thay vì bỏ phiếu dưới tư cách là 435 dân biểu riêng lẻ, mỗi nhóm dân biểu của một tiểu bang chỉ có một phiếu duy nhất, nghĩa là đáng nào chiếm đa số trong nhóm dân biểu của tiểu bang, thì lá phiếu tiểu bang đó sẽ thuộc về ứng cử viên của họ. Thượng viện sẽ quyết định phó tổng thống với mỗi thượng nghị sĩ bỏ một phiếu. Nếu hạ viện không quyết định được tổng thống trước trưa 20 tháng Giêng, phó tổng thống tân cử sẽ giữ gia trò quyền tổng thống cho đến khi thế bế tắc bị phá dở, theo tu chính án số 20. Trong trường hợp thượng diện cũng không quyết định được tân phó tổng thống trước 20 tháng Giêng, Chủ tịch Hạ Diện sẽ đảm nhận gia trò điều hành đất nước cho đến khi hai người quyền lực nhất đất nước được ấn định. Với cấu trúc hiện tại của Quốc hội nếu kịch bản quà phiếu đại cử tri xảy ra, ông Trump gần như chắc chắn sẽ thắng. Mặc dù phe Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ Diện về số dân biểu, số tiểu bang mà phe Cộng hòa đại diện trong Quốc hội lớn hơn chiếm 26 trong số 50 tiểu bang. Đảng Cộng hòa cũng chiếm đa số tại Thượng Diện. Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật tin bầu cử của khá tính giả, Nét Việt TV sẽ tiếp tục chương trình Khao Đao đến ngày bầu cử 3 tháng 11. Mời quý vị subscribe channel của Net Việt TV để được cập nhật những thông tin mới. Ngoài ra, ngày 3 tháng 11, Nét Việt TV phối hợp với Hot News Radio từ San Jose, California sẽ thực hiện phần tường thuật live về kết quả bầu cử. Mời quý khán thính giả đón xem từ 6 giờ chiều giờ Cali trên YouTube của Nét Việt TV. Xin cảm ơn các cơ sở và dịch vụ đã bảo trợ đặc biệt cho phần tường thuật này. Xuân Vân Healthcare trong thương xá Paloma trên đường Silver Creek ở San Jose. Chuyên viên Life Insurance Trần Phong An. Trung tâm thuế dụ hàng lê ở San Jose. Công ty ly gới tiền lẻ, ly gửi quà, ly travel có 3 chi nhánh tại Bắc Cali. Chuyên viên bảo hiểm tài chánh New York Life Hoàng Châu và Trần Minh Nhân. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên công ty dược mỹ phẩm ev princess và bl miracle chuyên viên bảo hiểm new york life trần vi diệu